Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin của Tin Mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc ngày hôm nay: 3 thiên tai quái dị tấn công, hàng triệu người Trung Quốc di tản. Thưa quý vị và các bạn, nhiều tuần trở lại đây, Trung Quốc bất ngờ hứng chịu những cơn mưa lớn. Mưa liên tục nhiều ngày khiến tình trạng lũ lụt nhanh chóng xảy ra, nhấn chìm nhiều đường phố và nơi ở của người dân các tỉnh miền Nam Trung Quốc. Bên cạnh đó, vòi rồng và nắng nóng bất thường cũng là hai hình thái thời tiết cực đoan khác đang tấn công đất nước tỷ dân, khiến hàng triệu người phải di tản. Sau đây là thông tin chi tiết. Mưa lớn kỷ lục trong 60 năm ở Trung Quốc. Tuần qua, những trận mưa lớn liên tục xảy ra ở miền Nam Trung Quốc khiến lưu vực sông Châu Giang phải hứng chịu trận lũ lụt lớn hiếm thấy. Trong khi đó, ở miền Bắc Trung Quốc thì lại phải chịu cảnh nhiệt độ cao, nhiều nơi có khi vượt quá 40 độ C. Ở vùng Hoa Nam Trung Quốc, mực nước sông Châu Giang chảy qua khu vực đã tăng vọt do mưa lớn trong nhiều ngày, gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở nhiều nơi. Phúc Kiến có nơi nước ngập đến nửa tầng lầu, Quảng Đông có tình trạng là trạm máy thủy điện bị sập. Theo dự báo của cơ quan khí tượng Trung Quốc, đợt mưa này sẽ tiếp tục kéo dài ít nhất là một tuần. E rằng không như là dẫn đến một đợt thiên tai mới, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thu hoạch ngũ cốc ở Hoa Nam Trung Quốc. Truyền thông nhà nước Trung Quốc mô tả việc mực nước sông Châu Giang dâng cao này là thuộc dạng lớn nhất trong cả thế kỷ. Tổng cộng 117 con sông trên lưu vực sông Châu Giang đã bị vượt mức nước cảnh báo. Trong tuần tới, tại đây sẽ chịu một đợt mưa lớn nên tình hình vẫn rất khó lường. Rất nhiều khu vực ở miền Nam Trung Quốc đang hứng chịu những trận mưa xối xả gây lũ lụt, tiêu biểu như là ở Quảng Tây, hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng từ cuối tháng 5. Tính đến ngày hôm qua, có 14 thành phố, 110 huyện và thị trấn với khoảng là 2.349 triệu người đã bị ảnh hưởng. Chỉ riêng một trận lũ vào tuần trước ở phía bắc tỉnh Quảng Tây đã làm ít nhất 7 người không qua khỏi. Truyền thông nhà nước Trung Quốc khi đưa tin tình hình lũ lụt này thường hạn chế nhắc tới tổn thất về người, nên không thể nào ước tính có bao nhiêu người không qua khỏi vì đợt lũ lụt này. Bộ Tài nguyên nước của Trung Quốc yêu cầu các cơ quan liên quan theo dõi chặt chẽ tình hình lũ lụt và tăng cường các nỗ lực kiểm soát lũ ở các hồ chứa có mưa, các sông nhỏ và nhỡ ở khu vực miền núi. 5 nhóm công tác đã được cử tới tỉnh Quảng Đông và khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, phía Nam Trung Quốc, nơi phản ứng khẩn cấp được duy trì ở cấp độ 3. Với lượng mưa lớn vừa dự kiến, các con sông ở khu vực cấp tỉnh bao gồm Quảng Tây, Quảng Đông, Hồ Nam, Giang Tây, An Huy và Chiết Giang có khả năng là xuất hiện lũ vượt mức báo động với các trận xả lũ lớn ở một số sông vừa và nhỏ, lốc xoáy lớn tại Phật Sơn, Quảng Đông. Vào hôm qua, một cơn lốc xoáy vòi rồng mức gió cấp 5 đã xảy ra gần làng Nha Giao, trấn Đại Lịch, huyện Nam Hải, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông. Các nhân chứng cho biết lốc xoáy kéo dài khoảng 1 phút. Được biết, xác minh có khoảng 5.000 m2 mái tôn bị hư hại liên quan đến 24 nhà xưởng ở thị trấn Đại Lịch, 19 chiếc xe hơi, 27 cây vườn và 4 biển quảng cáo bị quật đổ. Đoạn video do người dân địa phương chia sẻ với lốc xoáy vào lúc 7 giờ sáng ở thành phố Phật Sơn, Quảng Đông đã ghi lại cảnh những tấm tôn bị gió thổi tung lên không trung, tia lửa bắn tung tóe. Trung tâm chỉ huy giao thông nhận được tin báo một đội xe tại đường cao tốc Thần Hải đi đoạn từ Đại Lịch đến Tại Biên đã gặp lốc xoáy, làm 2 xe tải bị lật và 8 xe ô tô con khác bị hư hỏng nhẹ. Số liệu thống kê từ năm 1991 đến năm 2020 cho thấy các tỉnh Giang Tô, Quảng Đông, Hồ Bắc, An Huy của Trung Quốc là những khu vực có nhiều lốc xoáy, trong đó nhiều nhất là ở Giang Tô và Quảng Đông, với mức trung bình hàng năm lần lượt là 4,8 và 4,3 trận. Tiếp theo là Hồ Bắc và An Huy, với khoảng là 2 trận, hàng triệu người Trung Quốc phải di tản. Hãng tin Reuters của Anh cho biết tuần này Trung Quốc đã chịu ảnh hưởng bởi sự hội tụ hiếm hoi của mưa lớn kỷ lục cùng với sóng nhiệt và lốc xoáy ở siêu đô thị phía nam của Quảng Châu khiến nhiều người phải di tản, làm hư hại tài sản và đất canh tác. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc đưa tin miền nam nước này dự kiến sẽ có mưa xối xả cho đến cuối tuần này.
Hiện chưa có biện pháp cứu trợ ngay lập tức cho các khu vực rộng lớn và nông dân bị ngập lụt trong những trận mưa như chút nước trong tuần qua. Và cuối tuần qua, một trận lốc xoáy đã xé tạc các khu vực ở Quảng Châu trong một trận mưa lớn, cắt nguồn cung cấp điện cho hơn 5.400 người đang dùng ở thành phố rộng lớn phía Nam. Truyền thông địa phương ở Quảng Châu đưa tin về mực nước nguy hiểm với sóng cao ở lưu vực sông Châu Giang, khiến chính quyền trung ương phải cử nhân viên phòng chống lũ lụt để hỗ trợ công tác ứng phó. Một địa điểm quan sát trong thành phố đã ghi nhận con sóng cao 2,45m vào hôm vừa qua, cao nhất trong 20 năm qua. Cảnh báo thiên tai được các tỉnh khác đưa ra trong tuần này đã thúc đẩy các nỗ lực cứu trợ khẩn cấp khi các đường phố tại nhiều đô thị phía Nam chìm trong nước, đường cao tốc bị chia cắt và nhiều mẫu đất nông nghiệp trở thành đồng lầy. Trong khi đó, nhiệt độ ở miền Trung và miền Bắc Trung Quốc dự kiến sẽ đạt mức cao nhất thường trong tuần, vượt qua 40 độ C. Thời tiết nắng nóng này đã bao trùm thủ phủ Trịnh Châu của tỉnh Hà Nam, nơi hứng chịu lượng mưa kỷ lục và bị tê liệt bởi lũ lụt kinh hoàng vào mùa hè năm 2021. Thiên tai tấn công Trung Quốc đối phó ra sao? Các nhà chức trách đã đưa ra cảnh báo về các hiện tượng thời tiết cực đoan ngay từ tháng 4 trước những cơn mưa báo hiệu sự giao mùa từ xuân sang hè vào tháng 6. Trung Quốc có lịch sử dễ bị lũ lụt. Gần đây, quốc gia này ngày càng dễ bị tổn thương hơn do nạn phá rừng, cải tạo đất ngập nước và tích trữ nước để phát điện và tưới tiêu. Trung Quốc cũng đổ lỗi cho biến đổi khí hậu làm gia tăng các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt khi lượng mưa nhiều và nhiệt độ đạt mức cao mới. Biến đổi khí hậu đã mang lại những tác động tiêu cực nghiêm trọng đến hệ thống sinh thái tự nhiên của Trung Quốc và tiếp tục lan rộng, xâm nhập vào nền kinh tế cũng như là xã hội. Chính phủ cho biết, trong chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu quốc gia được công bố hôm vừa qua, Bắc Kinh đổ lỗi cho biến đổi khí hậu làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan. Cơ quan quản lý hàng không Trung Quốc đề nghị các hãng hàng không chú ý khi bay qua những khu vực có thời tiết khắc nghiệt, đồng thời nhắc nhở về những cơn bão nghiêm trọng sẽ xảy ra vào mùa hè, Reuters cho hay. Theo một tài liệu chính sách mới, nền kinh tế và xã hội Trung Quốc đang chịu rủi ro ngày càng lớn do biến đổi khí hậu mà nước này cần phải cải thiện các cơ chế thích ứng cũng như là khả năng giám sát ở mọi cấp chính quyền. Biến đổi khí hậu đã tác động hết sức nghiêm trọng tới hệ thống sinh thái tự nhiên và kinh tế của Trung Quốc. Nước này cho biết trong một chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu quốc gia được công bố hồi đầu tuần trước, tài liệu cho biết chính phủ sẽ hiện đại hóa các hệ thống phòng không thiên tai liên quan đến khí hậu và giảm tính dễ bị tổn thương của nền kinh tế cũng như là các hệ sinh thái tự nhiên của nước này. Trung Quốc cũng sẽ đặt ra mục tiêu xây dựng hệ thống đánh giá rủi ro và tác động tới khí hậu trên toàn quốc vào năm 2025, đồng thời sẽ yêu cầu các dự án lớn đưa lĩnh vực khí hậu vào các quá trình đánh giá tác động môi trường. Bắc Kinh cũng sẽ tăng cường khả năng cảnh báo sớm. Nhà tiên tri Nostradamus dự ngôn về thảm họa lũ lụt trong cuốn sách nổi tiếng Les Prophéties xuất bản năm 1555. Nhà chiêm tinh Nostradamus đã công bố 942 bài thơ tứ tuyệt, nhiều bài thơ trong số đó được cho là lời dự đoán về tương lai sau đó hàng trăm năm. Các tác phẩm của Nostradamus lấy cảm hứng từ kinh thánh và các kinh nghiệm của chính ông về bệnh dịch. Nhiều người tin rằng Nostradamus đã dự đoán chính xác tình trạng thảm họa thời tiết hiện nay như hạn hán kéo dài, cháy rừng tàn khốc, nắng nóng kinh hoàng và cực lạnh, lũ lụt, lốc xoáy, bão lớn, động đất mạnh. Vài thập kỷ qua đã dạy chúng ta đừng quá sốc khi một thảm họa thiên nhiên hoặc là sự kiện thời tiết khắc nghiệt xảy ra ở những nơi khác nhau trên thế giới. Các nhà khoa học cho biết nếu cộng đồng quốc tế không hạn chế được sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu lên 1,5 độ C, chúng ta sẽ thấy những sự kiện bi thảm này trở nên dữ dội hơn và thường xuyên hơn. Điều này dẫn tới khi hệ quả thảm khốc xảy ra. Đó là sự sụp đổ của các hệ sinh thái tự nhiên cũng như là mất khả năng trồng trọt gây ra sự bất ổn, chưa kể đến là nhiệt độ khắc nghiệt mà thế giới ít người có thể chịu được. Rất lâu trước khi các nhà nghiên cứu đưa ra thuật ngữ nóng lên toàn cầu, Nostradamus đã tiên đoán rằng một ngày nào đó nhân loại sẽ phải đối phó với các hiện tượng khí hậu khắc nghiệt. Trong 40 năm, người ta sẽ không thấy cầu vồng. Trong 40 năm, người ta sẽ thấy nó mỗi ngày. Trái đất khô hạn sẽ ngày càng cằn cỗi và sẽ có những trận lũ lụt.
nhà chiêm tinh Pháp viết và cho biết là nhiệt độ ở biển và đại dương sẽ trở nên cao đến mức cá sẽ bị nấu gần chín. Vào tháng 10, Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về Khí hậu cảnh báo rằng hành tinh này đang ấm lên nhanh hơn người ta tưởng, đồng thời thúc giục các nước cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính và hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu xuống dưới là 2 độ C. Thưa quý vị, mưa kỷ lục trong vòng 60 năm ở Trung Quốc, nhà cửa ô tô bị cuốn trôi, nhiều vùng ruộng lớn ở miền Nam Trung Quốc đã bị tàn phá nặng nề bởi những cơn mưa đầu hè cực đoan. Mưa to gây lũ lụt ở các thành phố và lở đất ở các vùng nông thôn. Theo hãng tin Reuters, các video chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy, trong ngày hôm qua tại ít nhất là 2 quận ở tỉnh Quý Châu phía Tây Nam Trung Quốc, mưa lớn đã biến đường phố thành sông. Ô tô và những căn nhà một tầng bị cuốn trôi, lượng mưa ở một số khu vực được ghi nhận là kỷ lục trong vòng 60 năm qua. Ở khu tự trị Choang, Quảng Tây gần đó, một nhà gỗ đã bị đổ sập do mưa lớn, khiến 5 người tử vong. Địa phương này cũng ghi nhận nhiều vụ lở đất và sạt đường. Ngày hôm qua, Cơ quan Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo mưa lớn sẽ còn tiếp tục ở các tỉnh Quý Châu, Giang Tây, An Huy, Chiết Giang, Quảng Tây cho đến đầu tuần tới. Cụ thể là mưa ở miền Nam Trung Quốc sẽ bắt đầu giảm bớt vào 2 ngày tới. Theo cơ quan thời tiết của các địa phương, năm nay những trận mưa dông đầu hè có cường độ lớn hơn và sẽ kéo dài hơn bình thường. Lượng mưa ở Quảng Tây, Quảng Đông và Phúc Kiến được ghi nhận là cao nhất kể từ năm 1961. Hoàng Weiyu, chuyên gia tại trang tin thời tiết weather.com.cn thuộc Cục Khí tượng Ủy ban Quốc gia Trung Quốc cho biết, không khí lạnh và ấm cùng với hội tụ ở miền Nam Trung Quốc, cả hai khối không khí bị tắc ở đây gây ra nhiễu loạn không khí và sinh mưa. Mùa hè là thời điểm thường xuyên xảy ra lũ lụt ở Trung Quốc, nhưng trong những năm gần đây, ảnh hưởng của mưa lũ có xu hướng nặng hơn do tác động của suy thoái rừng, san lấp các vùng đất ngập nước và việc xây dựng đập thủy điện, thủy lợi, biến đổi khí hậu cũng được cho là góp phần dẫn đến tình trạng này. Tháng 7 năm 2021, lũ lớn ở Trịnh Châu, một thành phố 12 triệu dân ở miền Trung của Trung Quốc, làm hàng trăm người tử vong, một số người chết đuối trong đường tàu điện ngầm ngập nước. Các bạn có suy nghĩ gì về những thông tin ở trên đây? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những video mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại! Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp giúp quý vị. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.